Câu 32 Đặt điện áp U bằng 6 căn 2 cốt omega T V Omega không đổi vào hai đầu đoạn mạch Gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Người ta không nói cuộn dây thuần cảm đâu nhá à, Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 10V Và sớm pha so với điện áp 1,56 radian Hệ số công suất của mạch Kiểu như thế này Nói đến độ lệch pha thì trong đầu phải nghĩ đến là giản đổi vector làm nhiều chúng ta sẽ có cái nảy sinh phát sinh ra trong quá trình chúng ta tư duy là phải sử dụng giản đối vectơ để tìm xem xem độ lệch giữa cái vectơ u và vectơ y. Đó. Thế thì ở đây chúng ta có nhìn thấy xem nó có gì đặc biệt 1,56 radian thì pi bằng 3,14 à 1,56 vậy anh này nó sẽ bằng một nửa pi à, bằng nửa pi Cho nên là độ lệch pha giữa u uh, u dây U dây nhanh pha hơn giữa U hai đầu Đoạn mạch là một góc pi trên trên 2 Tại sao thầy phải đưa lên pi trên 2 Bởi vì lúc này chúng ta đưa về góc cạnh cho ta ra vuông Thì tính toán dễ hơn Thế bây giờ câu chuyện đặt ra là Ta có thêm cái thông tin U là 6V hai đầu đoạn mạch U dây Bằng 10V Và chúng ta tính cốt Cột phi Cái điều quan trọng đó là vẽ hình sau khi vẽ hình rồi thì chúng ta xem xem là à để vẽ được hình thì u dây có phải là cuộn dây thuần cảm hay không nếu cuộn dây thuần cảm thì chỉ có hai thành phần là u l hướng lên u c hướng xuống thế thì tổng hợp hai anh này thì sẽ ra u mà lúc đấy thì là u chỉ có thể là cùng pha với u l hoặc là À, ngược pha với UL đúng không? Ngược pha tức là lệch pha nhau 180 độ. Nhưng đây chỉ lệch pha, hai thì chắc chắn phải có có điện trở trong. Khi điện trở trong có điện trở trong thì chúng ta sẽ vẽ như thế này. Ta sẽ vẽ như này. UR Đúng không? UL nối tiếp. Thì chúng ta sẽ được U U dây U cuộn dây U cuộn dây kết hợp với gì? UC Thì được U giữa hai đầu U hai đầu đoạn mạch là U Đúng không nhỉ? U này thì đầu bài đã cho hai anh này là vuông vuông góc Vuông góc Thì chúng ta sẽ được Pi trên 2 à, Ta sẽ tìm góc Góc phi Cốt phi Thế thì góc này là phi Thì góc này cũng là là phi Đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta xét chúng ta phải viết anh này là góc alpha Phi này có thể là âm Phi này là âm Còn alpha là thầy xét góc hình học Đó Thế thì ta sẽ tìm được cái gì? Anh này là 10 Cạnh này là 10 Cạnh này là là 6 Đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm được Đối chia cho kẻ Thì nó sẽ là tang Tang alpha Bằng 6 trên 10 bằng 0,6. Ta sẽ suy ra được góc alpha. Từ góc alpha này chúng ta sẽ suy ra được cái cốt alpha. Mà cốt alpha chính bằng cốt cốt pi. Đó. Thế thì ta lấy máy tính thôi. Chúng ta sẽ ấn này ship tang 0,6. Sau đó chúng ta tính cốt cái giá trị vừa tính được. Nó sấp xỉ 0,86. 0,86 thì anh này chính bằng cốt cốt phi Tức là hệ số công suất là 0,86 à, Các bạn có thể để chế độ pi À là chế độ radian hoặc là chế độ degree Tức là độ thì kết quả không ảnh hưởng gì cả à, Chúng ta sẽ chọn đáp án tương ứng là 0,86 Thì mấu chốt của bài toán là giản nối vectơ Nhanh nhạy trong cái việc nhận xét 1,56 radian Còn nếu một trường hợp bất kỳ Thì chúng ta lại phải sử dụng định lý hàm sin hoặc hàm cốt trong tham gia thì sẽ giải quyết được. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 33.